Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Ngọc Gia Ban. Theo thể lệ yêu cầu của một bạn khách đã nhắn tin riêng cho mình, bảo mình quay cho bạn ấy xem con ghế massage dòng Fuji, mã là AS860. Thì hôm nay mình quay cận cho bạn ấy xem, cũng như là các bạn cùng xem về dòng ghế nhà mình vừa mới về này nhá. Bây giờ mình quay cận này. Đây, trên đây là chiếc đệm ghế này, đệm để lót lên cổ này. Đây, dưới này là bên trong thì nó kết hợp một cái lớp lỉ nhé các bạn nhé, lớp lỉ này. Đấy, còn dưới này là phần hông này, phần hông bên này là bóp tay này, bóp tay. Và dưới này là phần chân này các bạn nhé. Đây, da ghế thì không rách chỗ nào cả nhé. Đây, mình quay cận da ghế cho bạn xem. Đây, thấy nhá. Đây là bên cạnh này. Chiếc ghế này thì có màu đen tuyền. Thường chiếc ghế màu đen sẽ được nhiều khách ưa chuộng hơn, tại vì là mọi người quan điểm là chiếc ghế màu đen nhìn trông nó sạch sẽ. Bây giờ quay đằng sau nhé, mình quay cho bạn xem về cái thông số của chiếc ghế này nhé. Đây, dòng AS860. Chạy điện 100V, công suất của nó là 110W, và dòng này thì nó có bài 30 phút nhá. Đấy. Và quan trọng là nó do Nhật sản xuất, Made in Japan. Đấy. Chiếc ghế này thì nó sẽ có cái bánh xe ở dưới này để mình tiện di chuyển nó hơn. Đấy. Dòng này thì là dòng full chức năng rồi. Có bóp vai gáy, bóp lưng, bóp phần hông và bóp phần chân tay. Đấy. Bây giờ mình quay cận cái bảng điều khiển nhá. Bây giờ mình bật lên này. Bật lên. Đây thì khi mình bật lên thì chiếc ghế nó tự động ngả ra này, tự động nhấc chân lên và nó ngả ra. Đấy. Thì trên này nó có rất là nhiều bài khác nhau này. Đây là bài toàn thân này, bài về vai gáy này, bài về phần hông và eo này, đây là bài kéo giãn này, đây là sinh nhiệt này. Đấy, có rất là nhiều bài khác nhau. Và bên này là tăng giảm độ mạnh nhẹ của từng vùng. Đấy, cái này nó có phần, cái dòng này nó có sưởi nhé các bạn nhé. Có sưởi này. Đây là nâng hạ chân và nâng hạ lưng. Thì giờ mình bật một bài là nhé, bài toàn thân đi. Đấy. Đấy thì các bạn có thể thấy con ghế nó đang bóp này. Đây nhá. Đấy, nó bóp cái chân này. Đấy, nhìn nó căng cái kia cơ mà. Đấy nhá. Đấy. Trên đây thì mình đã quay cho các bạn xem về dòng ghế Fuji mã là AS860. Đấy, nếu mà bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với bên mình thông qua số điện thoại 0974945555. Số điện thoại này thì liên kết với cả Zalo, cả Facebook. Thì các bạn có thể inbox mình qua Zalo, Facebook, mình sẽ check tin nhắn của các bạn một cách sớm nhất. Ngoài dòng ghế Fuji thì nhà mình có thêm dòng Family và dòng Latiola. Đấy, nếu mà bạn nào có nhu cầu thì có thể inbox riêng cho mình. Đây là mình quay cho các bạn xem thêm các mẫu ghế hiện tại đang có ở cửa hàng nhà mình nhé. Đây, đấy. Đấy, nếu mà bạn nào có nhu cầu về quay chiếc ghế nào nữa thì hãy nhắn tin hoặc là gọi điện cho mình để mình quay cho các bạn xem. Đây, về hình thức thì trông nó xác thực hơn. Đây nhá. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Các bạn xem video hãy đăng ký kênh cho mình, để cho mình thêm động lực để làm video cho các bạn xem nhé. Mình chào các bạn.